Rồi, ok. Chào toàn thể anh em đam mê bộ môn PCB. Rồi, lời nói đầu tiên, em xin chúc các anh em đam mê PCB có một ngày tràn đầy sức khỏe và kia làm ăn thuận lợi, kiếm được nhiều tiền để tiếp tục theo đuổi con đường đam mê PCB của mình. Anh em ha. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em đó là một sản phẩm về cành của shop em. Đây là một sản phẩm nhập từ Đài Loan. Cành này có tên là Lotai Water. Cành Lotai Water này thì đối với những anh em mà chơi lâu năm thì chắc là không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không anh em? Cành này em nhập từ Đài Loan nha. Rồi, sau đây em xin giới thiệu cành Lotai Water nhập Đài Loan cho anh em. Đây là cành Lotai Water, chính hãng Đài Loan nha anh em. Made in Đài Loan, Made in Taiwan là Đài Loan đó nha. Có logo của công ty Liston Industrial sản xuất nhé. Anh em mua cành của em, mua các loại cành nhập Đài Loan của em thì anh em có thể check mã vạch, chụp hình, check đường mã vạch, gửi lên fanpage của công ty Liston Industrial, website của Liston Industrial để anh em có thể hỏi đây có phải là cành thật hay cành giả của công ty sản xuất không, là anh em biết là em nhập cành thật hay cành giả ha. Đó, cành Lotai Water nhập Đài Loan rất là đẹp anh em, tất cả đều là cành mới nha anh em, cành mới 100%, bao mòn cương tuyến cho anh em 1 năm nên anh em thoải mái mà sử dụng nha. Sau đây em xin soi cành cho soi khương cho anh em ha. Cành này thì em đang mới nhập về hàng 5.5 côn 22 nha anh em. Anh em nhìn nãy là côn 22 nha. Côn 22 là 5.5 nha. Em soi khương cho anh em này. Kiếm tờ giấy trắng em soi cho anh em ha. Em đợi em xíu nha. Không câu cơ kiếm được tờ giấy rồi. Để em chịu khó nè. Nhìn nè, đó cũng thấy mà mờ rồi đó. Thương cũng rất là đẹp nha anh em. Nó hơi tối nên anh em thông cảm nha. Em sơ sót quá, chưa chuẩn bị được tờ giấy trắng cho anh em để soi nè. Để vài bữa nữa em làm lại. Làm cái cành này với một cái cành khác nữa, em sẽ soi cụ thể cho anh em luôn. Nên giờ anh em chỉ thấy mờ mờ nữa nha. Đó, đẹp ha. Đó, rất là đẹp anh em ha. Có đầu choker nha anh em. Có đầu choker. Mid choker là đầu choker nhỏ 2 cm nha. À, 2 mm. Đầu choker hả? 2 mm. Choker rất là nhỏ.
Đó. Mấy cơ đó. Nó có thiếu, không có tờ giấy trắng soi nên nó hơi tối tối, anh em thông cảm nha. Tại chỗ em đang nắng quá nên em phải che màn lại mới quay video được. Chứ mở màn ra thì có thể chút sáng chiếu lên cái bàn này thì soi đầu chắc cơ sẽ sáng hơn. Đó, để clip sau em sẽ chuẩn bị kỹ hơn nha, anh em thông cảm. Rồi, cần thiết cho cần lô thai water. Đồ chắc cơ rất là đẹp. Tất cả đều mới nha. Thì cần này đối với những dòng FX. Những dòng FX cấu hình tàn tạ thì em sẽ bao cho anh em từ 60 đến 70 mét. Cái này thì cũng rẻ thôi anh em ạ. À, chưa phải phân khúc mắc nhất. Để 60 cả đối với dòng FX thì em sẽ bao cho anh em là 60 đến 70 mét. Đối với dòng condo thì 80 90 mét. Đó. Nắp C2. Anh em cứ mang về test, không phải thì đổi trả lại em. À, em nói không đúng thì cứ đổi trả lại. Đó. Bao chậm luôn. Rất đẹp anh em ha. Để em soi lại cái, soi bằng được cái nào, cái chóp cơ cho anh em đó. Bây giờ là sáng hơn rồi đó. Đó, anh em thấy không, hoa đẹp lắm. Rãnh thường tuyến cũng đẹp lắm. Đó. Cái này là Đài Loan sản xuất nha, người ta sản xuất không phải là kéo đâu, người ta bắn laser hết nha anh em. Giờ hết kéo rồi, kéo thì cái chất lượng kéo thì nó sẽ có lực ma sát, thì cái chất lượng của cái lớp mà lớp ở trong cái cành đó, cái lớp đó nó bị ma sát nhiều thì nó sẽ bong một cái lớp, kiểu cái lớp bảo vệ gây ra sẽ rất là dễ dỉ nè, rất là mòn, dễ mòn không tuyến nè, chất lượng nó cũng kém hơn. Nên bây giờ công nghệ của nó thì chỉ có bắn laser thôi anh em ha. Còn Việt Nam mình copy thì Việt Nam mình copy á, thì máy chỉ là máy kéo thôi chứ chưa có sản xuất được máy bắn laser như người ta. Thì người ta nước người ta không có cấm nên tất cả những cái máy CNC của người ta sản xuất CNC của người ta được nâng tầm rất là cao, công nghệ mới hết nên người ta sản xuất mấy mấy cái sản phẩm về súng ống rất là hiện đại hơn nước mình nhiều. Nếu mình Việt Nam kéo thì sao sánh bằng, đúng không? Rồi ok, nếu mà anh em muốn mua hàng hoặc là hỏi giá thì anh em vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo của em 077622 3432. À, số điện thoại Zalo luôn em luôn luôn để trên phía bên tay phải, trên góc trên cùng phía bên tay phải của video, nên anh em cứ liên hệ hoặc là vào trong phần mô tả của video. Đó. Muốn xem hàng hoặc là hỏi thêm chi tiết về cái cành lô tha water này thì liên hệ em. Bên em cũng có cành lô tha water Elford, chính hãng của Mỹ nha. Lô tha water Elford chính hãng của Mỹ. Em chỉ còn đúng một cây nên anh em, bữa nào em sẽ lấy review cho anh em xem chiêm ngưỡng, đúng không? Em chỉ để trưng bày thôi. À dạ, chưa bán, chưa muốn bán, tại vì cái đó kiểu như thể hiện đẳng cấp của mình. Nên vài bữa nữa em sẽ làm clip review. Anh em hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để luôn luôn theo dõi những clip mới nhất về PCB mà em đăng lên nha.
Rồi. Anh em mua hàng hoặc hỏi giá thì muốn tư vấn gì thì liên hệ Zalo số điện thoại của em nha. Em xin kết thúc clip tại đây và tạm biệt anh em. Chúc anh em vui vẻ. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Rồi, tạm biệt.